Đã có quả chuối khổng lồ, quả chuối size trung bình thì bây giờ mình khui thêm quả chuối mini nữa cho đủ bộ. Những quả chuối này là size nhỏ xíu luôn, dùng để móc lên những cái ly. Và có tổng cộng là 12 mẫu, trong đó có 6 mẫu thường và 6 mẫu đặc biệt. Em đầu tiên là bánh donut mà là mẫu thường nha. Cách phân biệt là quả chuối bình thường sẽ có màu vàng với cái đầu màu xanh lá. Mỗi một bịch đó là có một em. Bịch hình bánh ú, căng tròn, không thể bóp nắng và cũng không nhìn thấu bên trong. Em thứ hai mình khui được là quả chuối hậu đậu, cầm cái ly cà phê mà cũng rớt. Và mẫu này thì là màu vàng, có cái đầu màu cam cho nên là mẫu đặc biệt đó. Mẫu thứ ba là em quả chuối đầu xanh đang cầm một viên đá. Tụi nó đều có một cái thiết kế để mà mình có thể móc vào cái ly được. Và tuy là tạo hình gương mặt của em khá là đơn giản nhưng mà cũng có rất nhiều biểu cảm. Mẫu thứ tư là em quả chuối cầm ly cà phê nhưng mà là mẫu bình thường. Khúc này thì mình vẫn chưa biết đâu, mình cứ tưởng là nãy giờ khui được 4 em bình thường đó chứ. Vì những quả chuối này mẫu đặc biệt hay có màu hồng xinh lắm luôn. Các bạn nhìn trên nắp hộp sẽ thấy còn 2 mẫu là kẹo que và trượt ván vẫn chưa ra. Nhưng mẫu thứ 5 mình đã khui được một em đặc biệt màu hồng rồi. Thiết kế giống y chang, chỉ khác màu thôi. Cho nên luật chơi của bộ này là 6 mẫu bình thường và 6 mẫu đặc biệt sẽ đi theo từng cặp nha. Và trong hộp của mình đó thì có nhiều hơn 12 bịch, nhưng mà tất cả đều ngẫu nhiên cho nên sẽ có trường hợp là nó bị trùng. Và nếu xui á, thì mình sẽ không có khui được 12 mẫu. Tiếp theo là em quả chuối cầm lọ mật ong. Trộm vía là nãy giờ vẫn chưa trùng em nào hết nha. Rồi cuối cùng thì mình đã có được một em kẹo que xinh lắm. Nhưng mà em kẹo que này thì không có thể móc vào thành của cái ca này được, nó dày quá. Nên mình phải đi đổi sang một cái ly mỏng hơn. Hồi nãy vừa nói trộm vía không trùng á, thì bây giờ đã bị trùng rồi nè. Thêm một em lọ mật ong nữa, nhưng mà em này xinh mà ha, nên trùng cũng được. Nãy giờ mình đã có tổng cộng 2 em đặc biệt rồi và đây là em thứ ba. Một em chuối màu hồng đang ôm một cái bánh donut sô cô la và đúng là mẫu đặc biệt á, tại vì trên thân của em là sơn màu vàng kiểu hơi nhũ chứ không chỉ có cái đầu xanh và đầu hồng khác nhau đâu. Cùng nhìn lại thì nãy giờ mình đã khui được 5 em mẫu thường, chỉ còn thiếu một em trượt ván nữa thôi. Còn đối với mẫu đặc biệt thì đây là em thứ tư, một em kẹo que hồng từ đầu đến chân. Và bây giờ thì mình đã có em trượt ván mẫu bình thường. Không biết có phải là do em này ra cuối cùng hay không mà mình thấy nó xinh thật sự luôn á. Mà hôm nay mình bóc túi mù cũng cực kỳ may mắn, bởi vì toàn là bóc random mà chỉ mới trùng một em mực ong thôi. Đã khui được em mực ong mẫu đặc biệt, có nghĩa là nãy giờ mình khui được 11 mẫu rồi. Cùng nhìn lại 6 em mẫu thường nha, bao gồm kẹo que, mực ong, trượt ván, cà phê, bánh donut và một em viên đá. Mình chỉ biết mỗi một cách là treo tụi nó lên thành ly thôi. Nhưng mà bạn nào biết cách trưng bày khác thì hãy chỉ mình với nha. Thử bỏ vô cái ly hay là bình thủy tinh cũng xinh. Tiếp theo là các em mẫu đặc biệt nha. Thì nãy giờ mình chỉ mới khui được 5 em thôi. Viên đá, ly cà phê, bánh donut, kẹo que và mật ong. Còn thiếu mẫu trượt ván, đúng là đặc biệt thật luôn á. Bây giờ thì kiểm tra trong thùng nha. Mình còn khoảng 6 bịch. Mà trong đây á, có những cái bịch nó không còn căng phòng nữa. Mình dùng tay bóp nắng á, thì có thể đoán được tụi nó không phải là mẫu trượt ván. Cho nên những cái túi bị xẹp mình sẽ để qua một bên chứ không có khui. Trong 6 bịch còn lại á, thì có 4 bịch đã hơi xẹp rồi, chỉ còn 2 bịch căng phòng thôi. Khui 2 bịch này mà không ra mẫu trượt ván đặc biệt nữa thì thôi luôn. Chơi túi mù thì may mắn và random. Nhưng mà tới khúc này á, thì phải suy luận một chút. Còn 2 bịch căn phòng đó mình bóc đại một bịch để khui trước nha. Khi nó căng như vậy thì mình không đoán được mẫu nào bên trong đâu. Và đây nhân phẩm của mình siêu tốt, ra đúng em mẫu trượt ván đặc biệt mà không cần khui 5 bịch còn lại. Vậy là mình đã khui 13 bịch và được đúng 12 mẫu trọn bộ. Nhìn lại mẫu trượt ván đặc biệt màu pastel đúng là xinh nhất luôn á. Công nhận mấy cái mẫu quả chuối này á, một khi mà chơi thì khó mà thoát ra thật. Nó vừa vô tri mà nó lại cũng rất là dễ thương. Mà nhìn kỹ á, thì những cái quả chuối màu hồng đúng là được làm đẹp hơn thật á. Phải để 2 em cạnh nhau á, thì các bạn sẽ thấy được là nó đặc biệt hơn. Không chỉ khác về màu sắc mà cái nước sơn của nó cũng có vẻ là lấp lánh nữa. Và mình thấy đẹp nhất trong tất cả 12 em này là 2 mẫu trượt ván nha. Nhất là mẫu đặc biệt á, vừa được sơn pastel mà còn bắt sáng nữa. Bây giờ tạm thời mình sẽ cất tụi nó vô một cái ly chứ cũng chưa biết sẽ trưng bày như thế nào. Và không biết là những quả chuối này còn series nào khác hay không. Nếu tìm được thì mình sẽ tiếp tục khui cho các bạn xem.